Cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 rất quan trọng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh với đạo luật tự nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội chợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên, địa hạt 1, cột số 2. Trân trọng kính chào quý khán thính giả đang đón xem chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay anh Đỗ Dũng có việc bất ngờ, cho nên chỉ có một mình chúng tôi hậu chuyện cùng quý vị. Và câu chuyện chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay, đó là chuyện tình báo gián điệp của Trung Quốc có mặt khắp nơi, ở tại các quốc gia dân chủ Tây Phương. Và những cái hoạt động đó khiến cho các quốc gia Tây Phương càng lúc càng lo ngại. Bởi vì những cái con số báo cáo đến từng quốc gia về tình trạng phía Trung Quốc thâm nhập, thăm dò tin tức tình báo ở mọi góc cạnh của xã hội các quốc gia dân chủ Tây Phương, ở mọi góc cạnh, thưa quý vị, càng lúc càng gia tăng. Thưa quý vị, đây là một sự báo động của các quốc gia Tây Phương. Và người ta nói rằng là hiếm, rất hiếm khi nào mà trong vòng một tuần trôi qua mà không có một cái sự cảnh báo nào đến từ một cái quốc gia Tây Phương về cái vấn đề đe dọa mà Trung Quốc đang gây ra về mặt tình báo. Chỉ riêng trong tháng trước, cơ quan FBI đã cho biết là có một công ty có một mối liên hệ với nhà nước Trung Quốc đã coi như tin tặc đột nhập vào 260.000 các máy tính và các thiết bị về Internet tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Romania và những nơi khác. Và một cái cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ cho biết ngay cả những cái cần cẩu mà dùng để dỡ hàng ở tại các bến cảng thì Trung Quốc cũng đưa những cái bộ phận để thăm dò tình báo. Thứ nhất, họ muốn kiểm soát rằng là cái khối lượng hàng hóa đi vào nước Mỹ nó như thế nào, ra vô ra sao. Rồi bao nhiêu cái con tàu khi mà các cần cẩu này hoạt động, nó cũng thu thập luôn cái thông tin là bao nhiêu cái cầu, xin lỗi, bao nhiêu con tàu đi vào ở đây. Và thậm chí nó cũng sẽ là một cái chỗ các cần cẩu đó, nó cũng có thể là gắn những bộ phận để nhìn, để quan sát hoạt động các bến cảng Hoa Kỳ. Và cũng có thể nó xem xét những cái nơi nhạy cảm để nhìn xem là các chiến hạm Hoa Kỳ ra vào cảng ra sao. Thì cái câu chuyện này đã là một cái chuyện mà bên phía Quốc hội Hoa Kỳ đã theo dõi và điều tra. Và trong thời gian gần đây, chắc quý vị cũng nhớ rằng là chính quyền liên bang cũng cáo buộc một người phụ tá hàng đầu của thống đốc tiểu bang New York, người đã từng làm việc cho cho bộ máy chính quyền thành phố New York qua ít nhất là hai vị thống đốc, bây giờ bị tố cáo người đó cũng là một gián điệp của bên Trung Quốc. Thì thưa quý vị, vào tuần trước thì bên phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái khởi động một cái chương trình để mà tìm hiểu các vụ gọi là tấn công mạng của bên phía Trung Quốc. Và cái vụ tấn công mạng đó đã xâm phạm tất cả các hệ thống mà chính phủ liên bang sử dụng và cho các cái chuyện mà yêu cầu về cái chuyện nghe lén. Và đây là một cái nỗ lực mới của bên phía tình báo Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu sâu hơn và ngăn chặn những cái nỗ lực của từ bên phía Trung Quốc khi mà cố gắng nghe lén các cơ quan của Hoa Kỳ.
thì hiện tại bây giờ, các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương thì họ không có thể ngăn chặn được hoàn toàn tất cả những cái nỗ lực mà bên phía Trung Quốc đưa ra để mà thăm dò, để mà theo dõi. Thì bên phía các chính quyền của các quốc gia Tây Phương, họ kêu gọi tất cả các công ty tư nhân và tất cả các công dân của quốc gia của họ phải vô cùng gọi là cảnh giác trước những hoạt động của bên phía Trung Quốc. Là ngoài cái chuyện mà thu thập thông tin tình báo mang tính quốc gia, thì bên phía Trung Quốc cũng thu thập những cái thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế. Và đây phải nói là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn cho các quốc gia của Tây Phương. Thì bởi vì, thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là bên phía Trung Quốc có một cái sự gọi là hoạt động, gọi là kinh tế thương mại rất là gắn bó với giới tư bản của các quốc gia dân chủ Tây Phương kể từ khi họ được ông Richard Nixon là cố tổng thống của đảng Cộng Hòa mở cửa hồi thập niên 1970. Rồi kể từ đó, giới tư bản đầu tư ồ ạt vào Trung Quốc, lợi dụng cái nhân công giá rẻ. Cho nên, cái sự mà tăng trưởng kinh tế với những cái hàng hóa giá rẻ ở tại các quốc gia như Hoa Kỳ và Tây Phương cũng nhờ cái sự mà gọi là khai thác, tận dụng cái nguồn nhân công với Trung Quốc. Và qua đó, sự tăng trưởng của nền kinh tế của Tây Phương nó cũng kéo theo sự cái tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Cho nên cái chuyện mà các quốc gia Tây Phương tìm mọi cách để mà kêu gọi các công ty ở các quốc gia Tây Phương xem xét cái chuyện mà coi chừng bị Trung Quốc gọi là thăm dò hay là đánh cắp thông tin tình báo, nó trở thành một cái chuyện và là vô cùng khó khăn. Bởi vì những cái nền kinh tế giữa các quốc gia dân chủ Tây Phương và Hoa Kỳ với Trung Quốc nó đan lại với nhau. Và không phải mới đây, nó đan lại với nhau từ hồi thập niên 70 cho đến tận bây giờ. Đây là một cái nhiệm vụ phải nói là khó khăn. Và các quốc gia Tây Phương lại có một cái hoạt động hoàn toàn không giống như một quốc gia cộng sản. Ở các quốc gia Tây Phương dân chủ thì tôn trọng các quyền tự do thương mại. Chẳng hạn, các công ty không phải là các công ty quốc dân mà các công ty tư nhân, họ chỉ hoạt động theo cái tiêu chí duy nhất, đó là sinh lợi. Nhưng mà điều này khác hơn hẳn với lại văn hóa của Trung Quốc, là hầu như tất cả các hoạt động ở tại Trung Quốc, từ đương nhiên về mặt hoạt động quân sự, về mặt hoạt động tình báo liên quan đến nhà nước, là đó là thuộc về nhà nước. Nhưng ngay cả những hoạt động về kinh tế của Trung Quốc, các công ty có thể dùng những cái hình ảnh hay những cái tên gọi mang tính tư nhân, nhưng thật sự ở bên trong là khi nhà nước họ muốn cái gì là tất cả các công ty tư nhân hoặc là công ty đội lốt tư nhân đó đều phải thỏa mãn tất cả những gì mà chính quyền Trung Quốc đòi hỏi. Và đây là một cái việc mà các quốc gia Tây Phương không thể nào có thể làm được trong cái chuyện mà kêu gọi mình, những người của mình là ngăn chặn bên phía Trung Quốc. Và ngược lại, để mà họ muốn thâm nhập ngược lại bên phía Trung Quốc thì đụng phải một cái màn sắt của chính quyền Trung Quốc đặt ra, đặt ngay bên trong lòng những các công ty của Trung Quốc. Đây phải nói là vấn đề nó là vô cùng phức tạp. Và đặc biệt, nó phức tạp hơn nữa trong giai đoạn hiện nay, với cái sự gọi là cai trị và cái sự cái thế đứng ngày càng độc đoán và ngày càng quyền lực của ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, kể từ khi nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình ngày càng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của vấn đề an ninh quốc gia. Và ông kêu gọi các giới chức và công dân của Trung Quốc, họ phải tìm mọi cách và bất kỳ lúc nào để mà ngăn chặn các mối đe dọa đối với lợi ích của Trung Quốc. Và đó là giống như nó giống như là một cái lệnh mà tất cả những người Trung Quốc họ đi ra ngoại quốc, họ cũng phải nhớ trong đầu để làm theo những điều mà ông Tập Cận Bình đã kêu gọi
là làm cho đất nước Trung Quốc tốt hơn. Và kết quả là gì? Là hầu như các thế giới Tây Phương đều thấy rằng là những sự có mặt của bất kỳ các cơ quan hay con người nào của Trung Quốc ở các thế giới Tây Phương đều là những cái nguồn mà thu thập những thông tin, tình báo, về thông tin về tình báo kinh tế đem ngược về cho Trung Quốc. Và riêng về cái mạng lưới sự tổ chức của bên phía Trung Quốc về mặt nhà nước, thì theo cơ quan FBI, thì tin tặc của Trung Quốc được hậu thuẫn hơn cả FBI gấp 50 lần. Một cơ quan của châu Âu đã ước tính các hoạt động thu nhập thông tin tình báo và an ninh của Trung Quốc có thể lên tới hơn 600.000 người. Và giám đốc FBI ông Christopher Wray trong một dịp điều trần tại Quốc hội cho biết là chương trình tin tặc của Trung Quốc lớn hơn tất cả mọi quốc gia khác cộng lại. Và thưa quý vị, những cái hoạt động mà thăm dò, thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc càng lúc càng gia tăng. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay là thời điểm nền kinh tế của Trung Quốc bị trựng lại. Thưa quý vị theo dõi những tình hình ở Trung Quốc trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau thời gian đại dịch. Khi mà các quốc gia Âu Châu đã vượt qua, thì Trung Quốc bị dịch quay trở lại. Và mỗi lần quay trở lại như thế, tất cả mọi hoạt động sản xuất của Trung Quốc bị ngừng lại bởi cái chính sách là Zero Covid. Và những cái chuyện đó để lại một cái hậu quả rất lớn trong cái mạng lưới sản xuất của Trung Quốc. Và trong cái chuyện này nó đưa đến Trung Quốc đang nằm trong một cái tình trạng khó khăn về vấn đề kinh tế liên quan đến những cái vấn đề xã hội nội tại của Trung Quốc. Câu chuyện này tiếp tục ra sao? Xin quý vị giữ băng tần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Trong phần trước, chúng tôi nhắc đến một cái yếu tố rất lớn là khi nền kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại, cái sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị khựng lại, thì tất cả các hoạt động tình báo gián điệp của Trung Quốc ở trên thế giới nó càng lúc nó càng mạnh hơn. Và cái nguyên nhân mà nền kinh tế bị chậm lại cho quý vị cũng biết là hậu quả của dịch COVID-19. Rồi sau đó khi mà các quốc gia thấy cái chính sách Zero Covid của Trung Quốc nó ngăn cản tất cả các hoạt động sản xuất của họ, cùng với những cái việc mà Hoa Kỳ tiếp tục giữ những các là mức biểu thuế hàng nhập cảng từ Trung Quốc cao, cho nên các công ty họ dồn, họ bắt đầu đưa hàng hóa ra bên ngoài Trung Quốc. Điều đó đưa ra đến chuyện gì trong thời gian vừa qua? Trong thời gian vừa qua, các sinh viên mới ra trường ở Trung Quốc không tìm được việc làm. Thế hệ trẻ của Trung Quốc không có việc làm, đưa ra một cái xã hội Trung Quốc đã nằm trên một cái tình trạng phải nói rằng là khá là nguy hiểm về mặt kinh tế. Và nếu mà mặt kinh tế bị nguy hiểm, các người trẻ ra không có việc làm, điều đó nó đe dọa đến an ninh của chế độ, đe dọa đến vị trí kiểm soát và vị trí quyền lực tối cao của ông Tập Cận Bình. Và đó là lý do bên các hoạt động tình báo của Trung Quốc về mặt kinh tế càng lúc nó càng mạnh hơn nữa. Để làm gì? Họ cần phải khắc phục kinh tế. Và cách khắc phục kinh tế một cách dễ dàng trong cái chuyện mà cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đó là ăn cắp thông tin. Ăn cắp thông tin nhanh chóng để thay đổi cái tình trạng mà kinh tế của Trung Quốc đang gặp cái khó khăn. Và cái những cái hoạt động này nó bộc lộ rất nhiều cái khía cạnh khác nhau ở các quốc gia Tây Phương. Mới đây, hồi tháng 9 vừa qua, bên phía Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp đã cáo buộc là có 5 sinh viên người gốc Trung Quốc học ở trường đại học ở Michigan. Vào nửa đêm, họ đã đi đến chụp hình
các xe quân sự của Hoa Kỳ trong một cái cuộc tập trận của vệ binh quốc gia. Và khi những người này gọi là bị bắt giữ và hỏi cung thì họ nói rằng là chúng tôi chỉ đi ngắm sao đêm rồi thấy các cái xe quân sự này chúng tôi đi chụp hình. Thì thưa quý vị, đây là một cái điều mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra rằng là nó có nhiều cái hoạt động rất là khác nhau, đa dạng, đủ mọi kiểu ở tại các quốc gia Tây Phương. Những cái hoạt động gián điệp của Trung Quốc thăm dò nó nằm ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Hồi đầu năm vừa rồi, ở tại bên Anh, vừa thông báo cho các quốc gia đồng minh cho biết rằng là tin tặc có những mối quan hệ với Trung Quốc đã đột nhập vào cái hồ sơ cử tri của Anh. Trong đó có khoảng chừng 40 triệu địa chỉ của các cử tri. Và Hoa Kỳ bây giờ hiện tại cũng đang điều tra xem là bên phía Trung Quốc đang thực hiện và có xâm nhập được vào các công ty cung cấp cái hệ thống truyền thông mạng, truyền thông Internet để mà nghe lén các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ hay không. Giới chức tình báo của Hoa Kỳ, họ e sợ rằng là Trung Quốc đánh cắp những cái luồng dữ liệu ngay tại những các gọi là những cái hệ thống dây cáp truyền thông tin của các công ty tư nhân Hoa Kỳ. Và họ ăn cắp như thế để làm gì? Có nhiều chuyện, ngoài cái chuyện vấn đề an ninh, họ ăn cắp những vấn đề về kinh tế, họ ăn cắp về những kỹ thuật của Hoa Kỳ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Khi mà cái kỹ nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, mà chúng ta gọi tắt là AI, đang càng lúc càng phát triển. Và chuyện này đang là một cái sự chạy đua trên toàn cầu. Bên phía chính phủ Hoa Kỳ, dưới của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những cái luật và đưa ra những cái chương trình để ngăn chặn bên phía Trung Quốc có thể mua những các con chip gọi là tối tân nhất, những con chip dùng cho những cái máy gọi là supercomputer, để ngăn chặn, để Trung Quốc có thể mà gọi là phát triển tất cả kỹ nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Thì trước những cái sự mà ngăn cản của bên phía Hoa Kỳ như thế, thì những cái hoạt động mà đánh cắp những cái kỹ thuật tạo ra những con chip mà tối tân như vậy, thì Trung Quốc càng lúc càng nỗ lực. Khi các anh cấm tôi là mua các con chip đó, thì bây giờ tôi có tìm cách ăn cắp kỹ thuật của anh. Đó là cái châm phương, cái châm ngôn của Trung Quốc. Và trong cái chuyện này thì càng lúc cái hoạt động mà cho thám Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu của Trung Quốc càng mạnh hơn. Đặc biệt trong cái vai trò của Trung Quốc hiện tại bây giờ trước cái cuộc chiến Nga và Ukraine, chúng ta biết rằng là Trung Quốc là đã hỗ trợ cho bên phía Nga về mặt kinh tế, và bây giờ càng lúc người ta càng thấy Trung Quốc ngụy tạo những cái cuộc mà bán hàng hóa dân sự vào, nhưng mà hàng hóa dân sự đó cũng có những các bộ phận bên Nga có thể lấy ra để mà dùng cho những hoạt động quân sự. Và bên Trung Quốc, thưa quý vị, với cái chuyện mà họ làm như vậy, thì họ càng lúc càng cần thêm những cái thông tin, tình báo về bên phía Hoa Kỳ và bên phía Âu Châu. Hồi đầu năm nay, bên FBI mở cuộc điều tra và cho biết là Trung Quốc đã thâm nhập vào hàng trăm các router, là các máy mà phát ra cái sóng Wi-Fi đó quý vị. Và khi họ thâm nhập vào các sóng Wi-Fi đó, họ có thể đi vào các máy chủ hoặc là những cái máy nào nối kết với những cái Wi-Fi ở tại những các mạng lưới mà điều khiển cái hệ thống nước, điều khiển hệ thống điện ở tại nước Mỹ. Và khi nó thâm nhập như thế, thì bên phía Trung Quốc họ có thể điều khiển được cái tình trạng gọi là tắt hay mở, hay là kiểm soát hệ thống điện lưới, điện, mạng lưới điện của Hoa Kỳ và cái mạng hệ thống nước của Hoa Kỳ, và gây ra một cái sự xáo trộn. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện mà bên phía Hoa Kỳ và bên phía châu Âu phải là vô cùng lo ngại trong thời gian vừa qua. Trong cái việc này thì thưa quý vị, bên phía cơ quan tình báo CIA gần đây cho biết là
Khi mà có những cái hoạt động như vậy là hai bên sẽ có những cái cuộc mà trả đũa với nhau rất là nặng. Ông giám đốc của CIA là William Burns cho biết ông đã đến Trung Quốc hai lần trong năm qua và nói chuyện với bên phía Trung Quốc, là những cái hoạt động mà như vậy còn tiếp tục, nó sẽ sanh ra những cái tình trạng hiểu lầm rất là đáng tiếc và có thể có một cái sự đụng độ giữa thế giới tình báo của Tây Phương và thế giới tình báo của Trung Quốc, hoặc là đi xa hơn, những cuộc đụng độ khác ở bên ngoài có thể gây ra một cái tình trạng chúng ta là gọi là chiến tranh. Trong cái chuyện này, bên phía các tình báo Tây Phương họ còn e ngại thêm, ngoài cái chuyện mà bên phía Trung Quốc nền kinh tế đang gặp khó khăn, họ nỗ lực ra ăn cắp các thông tin của bên phương Tây. Nó lại thêm một cái việc như thế này nữa, là các cơ quan tình báo của các quốc gia độc tài thường thì họ sợ rằng là báo cáo tin cho cấp trên mà không vui, không hay, thì họ sẽ làm cái người mà bị gọi là các nhà độc tài gọi là trừng trị. Cho nên thường là họ phải thay đổi cái thông tin đó bằng một cái cách nói như thế nào đó để cái ông chủ của họ, cái nhà độc tài đó nghe một cách dễ dàng. Và khi nói như thế, đôi khi họ đưa ra một cái thông tin hoàn toàn sai lạc với sự thật để cho các nhà lãnh đạo độc tài đó đưa ra một cái quyết định sai lầm. Ví dụ là giới tình báo của Nga, trước khi mà cuộc xâm lăng của Nga diễn ra vào năm 1922, năm 2022, thì thông tin cho biết là tình báo của Nga cho ông Putin và hàng lãnh đạo cao cấp của Moscow những cái thông tin là Ukraine sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng. Nhưng mà khi ông Putin ra lệnh, ông Putin nghe những cái lời đó, ông ra lệnh tấn công Ukraine, thì thưa quý vị, cuộc chiến nó kéo dài đến hơn 2 năm. Và bây giờ cũng chưa có ngã ngũ. Và bên phía Nga bị lãnh những cái hậu quả rất là nặng nề. Tuy nhiên, cuộc chiến đó đã diễn ra và ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Rút lại cái câu chuyện là các thế giới tình báo Tây Phương họ e ngại các gián điệp của Trung Quốc khi mà thu thập thông tin và đưa lại cho ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc. Họ sẽ thay đổi những cái thông tin đó để làm sao cho ông Tập Cận Bình nghe bùi tai. Và khi ông nghe bùi tai thì chuyện gì xảy ra? Khi ông nghe bùi tai, ông sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm. Những cái quyết định sai lầm đó là những cái quyết định mà đối với thế giới Tây Phương đáng ra là không nên có. Bởi vì khi nó đã xảy ra rồi, sự thiệt hại toàn cầu nó sẽ gia tăng. Nhưng mà cái vấn đề người ta không thể nào người ta chặn được tất cả mọi hoạt động tình báo của họ, của bên phía Trung Quốc ở tại khắp nơi trên toàn thế giới, chỉ cho một mục đích duy nhất là củng cố quyền lực của nhà nước Trung Quốc, củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình. Và vừa rồi chúng tôi vừa mới trình bày cho quý vị những cái vấn đề nội tại của Trung Quốc củng cố quyền lực, khiến cho hoạt động tình báo của Trung Quốc ở trên khắp lục địa, đặc biệt những quốc gia như Hoa Kỳ, các quốc gia dân chủ Tây Phương, bị bên phía Trung Quốc theo dõi nhiều mặt, từ quân sự đến kinh tế đến đời sống xã hội, mà bên phía dân chủ Tây Phương phải nói rằng là rất khó khăn để ngăn chặn. Thứ nhất, các quốc gia Tây Phương không có đủ lực lượng tình báo mạng bằng Trung Quốc, thua tới gấp 50 lần. Và thứ đến và điều quan trọng, suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua, kinh tế của Tây Phương phụ thuộc Trung Quốc, bây giờ gỡ ra là một chuyện rất là khó. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, bình an. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.